Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đền Bà Búa. À, 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 à. Rồi, rau rau rồi, rồi các bạn. Hôm nay mình uh, dọn kho lần hai nha các bạn. Cái kho gì đâu mà bằng cái lỗ uh, kẹt nhà người ta mà dọn hoài nó không hết cái kho các bạn. Hôm nay có uh, mớ đầu máy sắt nữa nè các bạn. Uh, có G3K sắt kìa. Một con cứng một con lăn nha, đó. Rồi có TL sát nữa kìa bạn Con 20, con TL sáu con T... b các bạn Rồi đây có lô Maru sát Maru này Maru 26 bạn không? Nó sát, mình nói tiếng sát thôi chứ Máy bên Nhật bây giờ nó gãy cận bạn Chứ cứng rồi mình đã nhìn nè Đó bạn nghe sát mà đó, Nghe hơi không? Đó máy vậy mà đi bán sát á Rồi rồi có một cây nữa nè Ờ có mấy cắt cành nè bạn Cắt cành kia nữa kìa Đó Cắt cành thì nó có con này là Maru 260 này còn các cành này nó là Tanaka chân trống các bạn, hai trống đúng rồi. Một con cũng nhiều lắm mà. Tại vì kho mình hết rồi, mình dọn hôm nay là Ờ à, còn mớ ba lô nằm ở ngoài các bạn. Ba lô thì chưa hôm nay mình không quay được tại vì mắc cái hàng rào rồi mình không có phi ra đó mình quay video được bạn nên đợi video kho sau nha. Lô sau mình lên mình lên ba lô luôn. Mắc cái hàng rào mình chui ra không được các Phải tồn ngồi không đâu mình mình nhảy phát xuyên qua tường, xuyên qua hàng rào luôn cũng được. Rồi các bạn, thì uh, hôm nay mình lên uh, lô cũng ít à, tại vì uh, ít thôi, khoảng tầm uh, chục ngày nữa mà hàng giờ nha chục hai chục ngày gì nữa đâu, mình dời uh, 500 cây cưa với uh, 1 ngàn cây cắt cỏ bạn, là ngàn rưỡi á, chục ngày nữa nha các bạn, giờ á, giờ hàng. Còn bây giờ thì uh, có trong kho có gì bán nấy nha các bạn, có nhiều bán nhiêu. Rồi các bạn lưu ý nha, hàng này là chưa có dọn nổ lên nha hàng này mình bán cho cửa hàng với lại mấy anh em thầy thợ với lại những bạn nào mà biết sửa chữa thích hoặc phá đồ chơi độ rồi mua về làm còn bạn nào mà không biết gì rồi mấy không biết sửa chữa thì các bạn ra cửa hàng mua nha cho mấy anh em cửa hàng thợ rồi người ta bảo hành cho các bạn người ta dọn nổ lên ngon lành cho các bạn rồi rồi các bạn mình vô đi báo giá luôn các bạn chốt đơn là phải đặt cọc nha mà bên mình mua bán từ xưa giờ là phải đặt cọc mình mới gửi hàng à Chứ mình ngán nhất mấy ông nội ông phá bạn ông đặt hàng đã rồi, rồi gửi về mà ông kêu bận không nhận hàng là mình mất tiền cước quay đầu các bạn hai dòng cước nó cao lắm nói chung mình buôn bán mình uh, nuôi anh em đồ mấy thằng đợi mình năm thằng lượng bạn mà mình chỉ còn 10 ông phá đâu là mình bay mấy triệu bạn các bạn tính đi ờ, uh, thì máy này nó nặng ký lắm gửi giờ cho bạn tiền cước dòng xuống 200 trăm đi mà các bạn không nhận là nó cho dòng lên nữa là các bạn thấy không mình mất cước hai đầu luôn là mình uh, mười ông nghĩa là mình bay mấy triệu cho các bạn thấy không cho nên là bên mình đặt hàng là phải đặt cọc mình mới gửi hàng đó nhất là hàng nặng ký nha nhiều cái hàng nặng ký tiền cước nó tới năm sáu trăm ngàn lượng bạn gửi giờ các bạn không nhận hàng cái là mình quay đầu lên là mình bay hết năm trăm năm trăm ngàn tiền cước xuống đi lên hết mấy trăm nữa bạn thấy không mười ông dễ là mình bay mấy triệu cho mà mình mua bán lớn mà bạn mình bán số lượng nhiều mình bán đi hàng nhiều các bạn cho nên là phải đặt cọc mình mới gửi hàng Chứ lỡ mà dính chứ còn mấy ông mà 10 ông, 20 ông không? Nhiều ông cũng phá và bạn, cũng đặt cho vui á Là chết mình luôn nha các bạn Đó, nên là cứ đặt cọc mình đi đơn à, không nói nhiều Rồi còn mà bạn nào mà đặt hàng mà kêu không đặt cọc là mình không đi vậy thôi Đó, cho nhanh gọn lẹ bạn, mua bán là phải bụp bụp lẹ rẹt rẹt rẹ. Anh nào mà lãi nhảy là nói nhiều là thôi, bỏ qua các bạn Không chịu đặt cọc mà cứ lãi nhảy, lãi nhảy là thôi bỏ qua Vậy thôi nhiều anh em ông gọi lại nhảy lại nhảy đàn ông mà ông nói cái ngày nó nói như đàn bà đàn ông là mình phải vô là vô tiêu đời em ơi lô đó còn không còn chốt cái bụp là chuyển tiền cái rẹt là em mai đóng tranh đó mua bán là đàn ông là phải rẹt rẹt nhiều chị đàn bà mình thấy mua bán cũng nhanh lắm bạn vô em gái ơi cái lô đất còn không để cho chị là bà làm các bạn cái lô là chỉ còn nó còn cái mấy bà kia rồi chốt cho chị nha. chuyển cái rẹt liền còn nhiều anh á gì đâu mà gọi hai ngày trời á gọi hỏi hoài à, rồi, siêu kêu đặt cọc thì kêu đặt cọc uh, lừa đảo sao rồi lỡ gửi hàng không gửi rồi sao rồi đó làm sàn hai ba ngày trời mua có lô mấy ba ngày trời mua chưa được nhiều anh em ông kỳ lắm các bạn nói chung là nhiều ông lại nhảy lại nhảy nó nhiều lắm các bạn nó nhiều lắm mua bán là mình rẹt rẹt nó ít làm nhiều các bạn nói là phải làm hành động rồi vô nha các bạn Uh, vô mấy lô sắt trước đi các bạn à. uh, cái lô lộn xộn trước đi lô này là chín cái đầu lộn xộn nha các bạn thì uh, mình uh, báo luôn là trong cái này là có năm cái đầu cứng năm cái đầu lăn, ờ uh, bốn cái đầu là không cứng năm cái đầu cứng nha thì uh, mấy con này thì bên nhật bây giờ sao mình bán vậy chưa có xào chảy hay là bung ra hay làm gì nha thì có cứng có lăn nha các bạn đó hai năm một nè con này ngày hôm qua là mình bán nguyên lô đi rồi Thì con này nó cứng Nên mình đỡ lại Nè các bạn thấy không Đó cứng nên đỡ lại nha Thì chưa có bung hay xào trẻ nha Như con này nó bình sang con của nó nè Đó ờ, Quanh rồi bình này tháo ra bán 200 ngàn Mà mình cũng không tháo luôn nha Đó Thì cái con này là hôm qua mình cũng nói luôn là Mình đỡ lại để mình tháo ổ giật nè với bộ cần mình ráp vô cái lô máy mình đi rồi Cái lô máy hôm, hôm qua là mình Hôm kia gì đó, mình đóng đi rồi Đó Rồi con này cũng chế quanh rồ hai kim nè Thấy không? Cứng nha, con này cứng, nè, con này cứng nè. Con này cứng luôn, con này cứng nè. Con này cứng, đó. Cứng này là năm con cứng đó bạn, còn con này không cứng nè, không cứng nè. Nó lăn nè bạn, thấy không? Coi sẵn rồi nồng coi, đù quá nồng sáng chân nè, thấy không? Đó, con này không cứng nha, con này Maru nè. Đó, con này coi, không cứng, đó. Rồi. Thì uh, tình trạng là như video nha các bạn. Cái này mình bán xác uh, rồi, giờ các bạn làm nổ hoặc làm phụ tùng làm gì làm. Lấy đồ làm gì làm nha. Lô này là hai triệu rưỡi tổng là 9 con nha các bạn Thì có 5 con cứng 4 con là không cứng Các bạn coi cho kỹ rồi chốt nha các bạn Đó 9 con 2 triệu rưỡi nha 9 con 9 con này mình nhập là uh, 7 triệu đó các bạn 9 con này á Giá mình nhập 7 triệu á uh, 9 con này nè Mà mình bán cho các bạn 2 triệu rưỡi á Mình lỗ nhiêu là các bạn biết rồi đó Rồi 2 triệu rưỡi nha các bạn Tiếp bạn hai cái đầu này đi Hai cái đầu G3K nha các bạn G3K này một à, 1 triệu 6 nha các bạn G3K Thì cái đầu này lăn nha các bạn Đầu này lăn này Đầu này là trên ba lô nha các bạn Nó là máy trên ba lô á Lăn Đó, à, lăng. đó. Thì nó thì thiếu bình xăng nhựa này Xăng con thì còn các bạn Ổ giật còn này Áo chưa bởi luôn này Còn cái đầu này thì cứng này Cứng Thì đầu này thì đủ này Ổ giật đủ bình xăng nhựa đủ này các bạn Xăng con đủ luôn Đó G3K Hai cái đầu này là Uh, một đầu cứng một đầu lăng nha đầu này là trên mấy cần nha các bạn còn đầu này trên ba lô này rồi hai cái đầu này là giá một triệu sáu nha các bạn g 3 k uh, hai cái tiếp bạn uh, ba cái đầu này là của uh, các bạn đặt hàng là uh, nói nha chốt ba cái đầu tl uh, hoặc là chín cái đầu này hoặc là ba cái đầu g hai cái đầu g ba k nha nói đúng tên của cái máy thì cái đầu nó mới biết đường chốt cho các bạn nha đừng có uh, còn điện à, nó bán cho cái bà đầu máy à, Mà phải nói đầu gì bên mình mới biết được Rồi Thì đầu TL nha Này TL 20 này Lăng này các bạn Còn bố con về cui này Lăng này Mất bình xăng con rồi bạn Nhìn thử đùa sẵn Không có bình xăng con Nhìn cái nồng coi Đùa máy xác mà cái nồng trời sáng chân luôn Đó, Có ai mà bán máy xác gì không trời Coi này Lăng ngon lành này Hơi ngon luôn còn thằng này uh, của 26 các bạn Thằng này nó là TL26 này đây 26 bạn. Còn này 20, còn này là tới uh, tới bơi bạn, tới bơi uh, hai mấy đây. Tới bơi này uh, 2, 1 và 21. Con này uh, lăn luôn nha các bạn, không có cứng đâu. Ừ. Đó, thấy không? 900 nha, ba cái đầu này 900. Rồi, tiếp. Ba cái đầu này 1 uh, triệu nha các bạn. Ờ uh, 1 triệu. Đây, ở uh, bốn cái giá lộc, bốn cái đầu này 1 triệu nha đầu này của echo với ruby dây giật trắng tinh này. nè đó mấy sát mà vậy đó bạn con này uh, cứng nè cứng con này thì uh, đứt dây giật uh, không biết nó cứng không còn con này thì uh, lăn nha các bạn con này lăn đúng tiền nó lăn rồi bạn nó đâu có nồng đâu mà biết nè nó còn mỗi bộ dên thôi uh, con này thì các bạn giờ lấy được ổ giật nè ổ giật này không năm chục rồi bạn rồi cái bình xăng nhựa này năm chục là trăm nè rồi trong đây còn cái tum này nữa nè Cái tum này cũng bán cũng được uh, 100 nè Rồi cái que lăn với bộ con nè Đó đó là mình đang tính phụ tùng uh, từng món là Không tính nhiều Mỗi món 50 thôi là bạn tính đây một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, món Là 250 cho Là mới cái năm món thôi à ừ. Rồi Chỗ này là tổng cộng là 1 triệu nha Tổng cộng 1 triệu bốn uh, cái đầu nha Như video nha các bạn Con này mất ổ giật nè Con kia mất cái bộ hơi với cái áo rồi rồi. một triệu nha các bạn, bốn cái đầu Echo. À, bốn 4 cái đầu Maru 26 nha, cái này uh, Maru 26 nha các bạn. Nè, con này các bạn nghe hơi giật hơi nè. Đó, hơi chắc nịch nha. Con này uh, lăn nè, các bạn thấy không? Lăn nha. Con này cứng nè. Con này lăn không? Con này uh, cứng nha các bạn, vậy là hai con cứng, hai con lăn nha. Uh, mất ổ giật là hai con này, bình sang con còn, tôm còn nè. Tôm còn luôn. Con này còn ổ giật tôm còn nè. 1 triệu 8 nha các bạn 4 cái đầu à, 1 triệu 8 nha các bạn 4 cái đầu Maru 26 nha Maru 26 bạn Con này bình xăng con còn vú bơm Đù con này giờ Con này là bạn đổ xăng nổ luôn bạn Vú bơm xanh lè này Bóp xăng 261 Này Maru các bạn Giờ ráp lại nha Nó lỏng áo thôi cho con này Đầy đủ các bạn hơi ngon Rồi 8 4 con nha rồi tiếp bạn, con uh, con số 1 nha các bạn. Giờ mình vô số mấy cái lô này không có số đâu. Các bạn mua là nói đúng uh, tên máy uh, chính uh, bao nhiêu cái đầu và thư ký đầu nó chốt cho các bạn. Rồi lô số 1 nha các bạn, con này 900 thôi. Con này nó là Robin nòng 34 ly tum nhôm này các bạn, chế là chế quanh rồ uh, gió tư uh, cái này uh, không có kim chỉnh nha, kim tự động. Gió tự động nha, cái này chế quanh rồ uh, chế bự các bạn. Đù con này vú bơm còn bóp được luôn. Vú con này bóp còn ngon các bạn, nhìn nó hơi áo nó hơi xuống màu nhưng mà ngon. Rubin này NB25 nha các bạn, đầu bò chiến giao nó đầy đủ nè. đầu bò chuyển giao đầy đủ, đó. Rồi 900 nha, còn uh, Rubin nha. Con này ba 34 ly các bạn. Ủa giờ có trợ uh, lực lỡ cỡ nè. Đó. Chở quanh mà rồ uh, gió tự động nha các bạn, không có ốc chỉnh. Rồi. Đù má bình xăng nhựa trắng tinh luôn các bạn, Đúng không? Vú bơm còn bóp được luôn tiếp bạn con uh, số 2 nha con này uh, 800 con này là ít tinh uh, F55 nha các bạn ủ giật trợ lực nè con này uh, báo các bạn tình trạng là mất cái nắp gió nha nắp gió này mình không có nha các bạn mình bán như hiện trạng luôn bạn lưu ý nha vú bơm còn nè đó giật uh, ổ giật trợ lực nè uh. 800 nha số 2 uh, gà bóp còn nè ốc này đẹp nè đầu bò chiến giao thì uh, trắng cỏ còn này chiến giao đầu bò còn này các bạn đó uh, có chữ S tinh luôn rồi con số 2 này 800 nha các bạn con số 2 tiếp bạn con uh, số 3 này 1 triệu mốt nha này nó là TL uh, 27 nha mà bạn. Mitsubishi uh, TLE 27 tâm rồi uh, 1 triệu mốt nha con số 3 đây các bạn 27 nè in da băng nè Hôm này thì khỏi nói rồi, hơi. Ừ, hơi chắc nha. ổ giật trợ lực gọn. Hai bảy là nó là TL đời mới đó bạn. Ngày xưa nó là TL thôi, nó không có chữ E. Nhưng mà tương lai dòng này nó giờ là nó là TL e đó bạn, đời mới. Đó. Mấy bạn cập nhật uh, mấy mới đi, đời mới trước đi. Ừ. Đời này là đời nó có năm sản xuất luôn nha. Tem nó ghi là 2012 này. Đó. Rồi. 1 1 con số 3 nha các bạn ra bóp này ra ừ, bóp này à, cùm trắng đẹp này đồ bò đây đồ bò đẹp nè các bạn còn chén dao đầy đủ rồi con số 3 là 1 triệu mốt nha các bạn tâm rồi tâm này là tâm 260 nha các bạn rồi con số 3 con số 4 này mở vip nè bạn Maru 26 uh, uh, cái con này là thuộc thọ nha các bạn còn này các bạn rút uh, nới này ra này tháo ra rút ra được luôn còn nó là còn thuộc thò nha ừ, rút này ra này phải vậy không ta đúng rồi tự mình có một tay à chắc mình nghĩ nó thuộc thò được nha các bạn rồi mà nó thò ra bao nhiêu mình không biết nha rồi thì uh, cái cây này là cái, đây là nó còn cái bọc đây lưỡi nó còn bén lắm nha các bạn đó các cành rồi thì con này là con maru 26 các cành giá triệu rưỡi nha À, con số 4 nè 260 nha các bạn à, Nòng 34 ly à, Maru nó là Maru 260 ạ. Dạ. Cái này sao nó nằm đây ta Nó phải nằm vô trong đó, các bạn Chế là chế quanh bờ rồ ra ngang nha Đù má dây giật trắng tót luôn các bạn ơi Hơi thì khỏi nói rồi Hơi chắc bốt như gái luôn ừ. Số uh, 4 này là Chiều rưỡi các bạn Rồi tâm rời luôn ừ. Quay lại một lần nữa cho bạn xem nè Dây giật nè hơi nè ừ. rồi số 4 chiều rưỡi cắt cành nha con này cắt cành nha các bạn Con uh, số 5 tiếp cắt cành nữa này con này là Tanaka hai trống nha các bạn Nên, ta, nó có hai trống mà nè nó có hai trống mình kêu ta cả hai trống dòng này thì nó mắc tiền hơn uh, Tanaka kia các bạn tại vì nó là bên gia này còn cái Tanaka mà chữ A các bạn thì nó là mấy China nha còn Tanaka hai trống là mấy in gia cho nên dòng này nó mắc tiền hơn các bạn Nó mấy không là nó đã 900 cây rồi Rồi số, số 5 này là 1 triệu nha Đó Này các cành luôn Đu cái bộ các cành của nó đây các bạn Mới khen luôn Bộ các cành này của Tanaka luôn các bạn ừ, Bên da luôn Đó Đẹp nha Đu ốc mới khen luôn các bạn Răng nữa coi thở vô coi Đúng có thằng nào nó nổ máy đứt con tay tôi luôn Bé Bén các bạn Rồi Ốc mới khen à nhìn nữa các bạn nhìn dàn ốc của nó nè trời ơi rồi một triệu mốt nha các bạn con số 5 nha con này thì khỏi bàn là ổ giật trợ lực các bạn dây giật coi đù dây giật trắng tinh nè à. ừ. dây giật này các bạn con số 5 triệu mốt các bạn con tắc kè ho này các bạn con này nhiều màu lắm 2-3 màu luôn một màu hai màu này ba màu rồi con này nó là robin 500 trăm à. con số 6 nha Ờ, uh, bơi này, Rubin này, Rubin hai mấy đây? 22 các bạn, 22 nha. Nòng uh, con này 22 các bạn, nòng 32 ly nha, Rubin. Chạy chơi quanh rồ nha các bạn. Chạy giật trắng nè. Hơi ngon, rồi 500. Con uh, số 6 nha các bạn, số 6. Còn thẳng đầu bò đủ nha các bạn, 500 nhưng mà đầy đủ các bạn. Tay lái còn luôn kìa, có 500 ngàn mà tay lái còn luôn. Đó, con số bảy bạn con này sáu trăm rưỡi con này như mấy mới luôn bạn ốc này nhìn này đẹp lắm nha mới ken à con này thì nhẹ nhất việt nam bạn uh, echo girith dòng này nhẹ đó mà uh, chế quanh rồi hay kim này dòng này siêu nhẹ nha bạn nào mà uh, mấy dùng mà phụ nữ có thai cho con bú hoặc là người già chống gậy rồi bạn bán con này cho mấy Uh, người già hoặc người phụ nữ có thai cho con bú rồi bán mấy con này nè nó nhẹ người ta cầm được đó dây giật này ổ giật trợ lực nha trợ lực gọn hơi ngon nè, dây giật trắng nè con này là bán cho mấy chị em uh, uh, phụ nữ đang cho con bú hoặc là người già lớn tuổi các bạn chống gậy rồi đó. các bạn mua giờ dọn nổ bán cho mấy người như vậy các bạn là cầm nó nhẹ nó có 3 kg chứ nhiêu con này á uh, 4 kg 3 kg vậy các bạn siêu nhẹ luôn siêu nhẹ bạn con này bên nhật thì nó cũng bán cho người già mà bạn bên nhật người già nhiều lắm cho nên là nó thiết kế nhẹ đã bán cho người già đủ trắng đỏ là còn luôn đó bên nhật thì không có phụ nữ đang cho con bú đâu bạn chỉ có người già thôi tại vì bên nhật người ta không có đẻ bạn cho nên là không có việt nam mình thì phụ nữ đang cho con bú nó nhiều ừ. đó rồi số 7 này sáu trăm rưỡi nha số 8 bạn số 8 này 500 nha các bạn à, cứng các bạn lưu ý nha giờ cho các bạn uh, hên xui con này một bữa đi con này thì đẹp giả mang luôn các bạn nè nè ốc này mới ken luôn đó bạn nhìn nha nè bạn nhìn ốc của nó này chẳng tin luôn mới ken luôn các bạn còn tem nhật luôn nè nhưng mà cứng mẹ nè ừ. con này là một ăn hai thua nè giờ các bạn mà tháo ra mà mà nó kẹt cái gì hoặc là các bạn làm nổ lên được thì một ăn hai thua nha 500 trăm ngàn thôi Gà bớm luôn ốc nữa nè Mất đầu bò nha các bạn ừ. Cái này mình không có bỏ đầu bò nha Mình bán sát rồi ờ, Mất đầu bò rồi Nè các bạn đó mình không có ráp đầu bò nữa nha mình bán như hiện trạng video các bạn coi cho kỹ rồi mua giúp mình nha để tránh mất lòng nha các bạn rồi, mất công là mình gửi rồi các bạn nói gì? không có đầu bò mất công các bạn. coi cho kỹ cái video giùm mình rồi chốt rồi 500 trăm ngàn nha các bạn con này mà không cứng chắc cả triệu các bạn đẹp lắm nha các bạn mới khen à nó là maru 20 bạn mới khen thôi bữa uh, con này nó cứng nên mình đỡ lại nè cho cái lô này mình giao sạch rồi chế quanh rồ này ốc tán này bạn chẳng tin nè rồi mới khen nữa các bạn con số 8 nha đó hên xui các bạn một ăn hai thua nha giờ các bạn tháo ra làm một ăn hai thua rồi con số 8 là 500 nha mà ra bóp luôn nè rồi, tiếp bạn Con uh, số uh, 9 Con này là Nó nó là Mitsubishi TL201 uh, bạn Đây đây bạn, TL201 này các bạn thấy không đó. Là Mitsubishi TL201 á Nó đỡ tem HG bạn Nhưng mà nó là Mitsubishi nha Mitsubishi TL201 Mấy ừ, in da băng này Đúng không Dòng này lóc nó có dập đó bạn Lóc nó dập mấy in da băng này Nhiều bạn không biết dòng này đâu này lóc nó dập này các bạn thấy không đó mấy in da băng này thấy không vú bơm con này coi đù con này bóp còn ngon luôn căng như là vú mỹ luôn các bạn nhưng mà xăng trong này nó dễ quẹo à con này giờ chắc phải xúc bình xăng lại rồi tl hai lấy một nha tâm rời hai số con này 900 nha các bạn con số 9 nha dòng này mấy hợi đó bạn mấy dòng này hợi á con số 9 900 luôn số đẹp quá luôn á chín nút rồi ốc ra chì nè các bạn đẹp nha cây cần nó ghi là 242 các bạn nè đó đầu bò đầu bò chiến giao là còn đủ luôn các bạn nè rồi con này mai mình cho bộ tay lấy dài nha các bạn nó xài đang xài tê lấy tròn nè rồi con số 9 các bạn 900 con uh, lô số 10 nha các bạn lô này là hai con ờ uh, uh, mới nghĩ cái nửa tháng mà quên tên hai con này nó tên gì luôn à Ờ à, S25 bạn, S25. Sidoa S25 nha các bạn. Ờ à, thằng cái thằng mà sơn màu xanh mới là 25 nha. Còn cái thằng mà không có nước sơn các bạn là nó 24 á. Các bạn cứ để ý mấy cái thằng mà uh, nó chùi lũi nó không có sơn xanh gì là nó 24. Còn cái thằng có nước sơn này là nó 25 nha. Đó, cho các bạn khỏi bắt bẻ. Cái này mình gọi chung nó là siêu S25 nha các bạn. Đó, các bạn thấy cây gọn đây 24 không? mình bán máy kinh nghiệm rồi mình chỉ cần nhìn nước sơn là mình biết nó 25 24 mà đó, nước sơn nó không sơn cái gì là 24 nha còn thằng kia là 25 hai thằng này nó xài chung đồ với nhau các bạn. rồi thì cái con này nó bởi bình xăng rồi mai mình uh, kiếm bình xăng khác mình cho các bạn nha tức là nó không có giống vậy thôi các bạn nó, hơi hơi giống thôi giờ các bạn đổ vô giùm mình cho nó cũng không, không, có giống 100 phần trăm tại mình hết rồi thằng này nó có bán bình xăng mới các bạn mình chưa nhập mình cho cái, cái bình xăng giống giống vậy thôi giờ các bạn đổ vô rồi thì hai con này thì một triệu tư nha lô số 10 situa s hai bốn hai này dòng này thì uh, các bạn mà bán cho khách uh, bảo hành cho người ta là hết cuộc đời luôn tức là khi nào hư là thôi kiểu vậy rồi một triệu tư bạn tay lái thì đủ nha còn là con xoay các bạn không phải còn chết đâu còn xoay đầu bò đủ nha các bạn bên sang trên mà đầu này đầu trâu luôn các bạn như đầu trâu luôn nè nhìn nó chắc nịch nè à. đùa đó, đầu bò này Ừ, nó không dính tí đất nào luôn trời Rồi lô số 10 nha các bạn Chiều tư à, Dây đó à, Dây dực màu xám à Đùa quá Con này mới gơi nè các bạn Dây dực nè Trời ơi chẳng tin luôn các bạn Con S24 nè các bạn Dây dực chẳng tin luôn Con này VIP nè Máy thường máy nhật bãi các bạn Các bạn đừng có để ý, để ý hình thức bên ngoài bạn biết sao bên nhật nhiều khi người ta không có dùng đâu người ta quăng ra bãi bạn đỡ ngoài mưa và nắng sương gió bạn, cho nên là uh, cái mấy cái đồ nhựa này nè nó bởi hết các bạn để ý, uh, chi tiết uh, mấy đồ bãi đừng có nhìn bên ngoài nhìn bên ngoài là sai lầm nha để đầu bò nè tại vì sau khi mà cắt cỏ là cái đầu bò nó chuối xuống đất các bạn nhiều nhất là cái đầu bò đó cái đầu bò nó nhìn các bạn thấy không nó không dính tí đất luôn á là tiếng tính chứ ở Việt Nam mà các bạn thử cắt chừng một ngày thôi các bạn à, một ngày thôi là bảo đảm bạn nó không phải dính cái đầu bò thôi mà nó dính lên tới đây luôn nè đó nó dính lên đất đỏ đất đất Việt Nam mình nó gớm lắm các bạn nó dằn khe nó dính lên tới đây luôn nè chứ đừng nói dính đầu bò nó dính kinh lắm đó rồi lô số 10 nha các bạn lô số 10 là 700 con bạn hai con này chiều tư nha đó nhiều cách để nhìn mấy bãi đó bạn nhưng mà thôi ở đây trên đây trên mạng mình không có thể nào muốn rìu qua mắt thợ được mình không có nói nhiều các bạn mất công là mấy ông kêu mày đàn ông mà mày lại nhảy hơn tàu <laughs> rồi tiếp các bạn à, lô số 11 nha các bạn à, lô này là tê uh, mitsu tê bơi các bạn à. hai 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 bốn nha hai hai bốn chế quanh bờ rồ hai kim này ổ giật là trợ lực nha các bạn con này uh, hai hai này 23 bạn, 23 này hai Chế uh, lê đỏ này bạn, quanh và rồ hai kim này Ổ giật cũng là trợ lực luôn, con này cũng vậy. Chế quanh rồ hai kim ổ giật cũng là trợ lực luôn nha. Đó, hơi thì khỏi nói bạn, hơi mấy con này. Đúc. Đúc. Đó bạn nghe không? không? Ừ. Rồi. Bồ trắng này, áo đẹp tôm đẹp này cần thẳng băng luôn. Như đường ray luôn bạn. Tay lái đủ luôn nè, thấy không? À, con này rinh của nó là vậy các bạn chứ không phải mình luộc tay lái đâu nha đó các bạn thấy để ý mấy con mà nó có cái cao su ngay này một trăm nó không có tay lái này đâu thì bên nhật nó cầm tay trên tay dưới các bạn kiểu vậy nhiều ông ông nghĩ bậy ông nghĩ xấu các bạn nghĩ mình luộc tay lái nhưng mà mấy con như vậy mai mình uh, cho các bạn bộ tay lái mới nha kiểu vậy rồi lô này là hai tư nha các bạn tám trăm con đồ bò là đủ nha các bạn bao đủ chén rau con nào thiếu thì mình ráp đủ luôn á Tay lái là mình bao luôn Con nào thiếu tay lái bỏ đủ Nắp xăng nắp gió là mình bỏ đủ nha Rồi tức là mình ráp đủ hồn chỉnh cho các bạn luôn nha các bạn Ví dụ con nào nó không có thì mình ráp đồ mới nha Còn không có đồ cũ thì có đồ cũ mình ráp đồ cũ Không có thì mình ráp đồ mới Lô này 2 triệu bốn các bạn lô 11 Nó là Mitsu Tơi bơi 24 22 nha hai con 24 mà hai con này 24 này con này 22 Đó Rồi Tí bạn lô 12 Bạn lô này chiều tư hai con uh, TG các bạn TG này hai mấy ta Ủa này sao nó đỡ 26 dưới ta Ủa cây còn nó đỡ 26 luôn các bạn À đúng là thằng TG này nó đỡ 26 cây còn Cái uh, cái máy là nó đỡ 25 bạn Nhưng mà cây còn nó đỡ 26 Dòng này các bạn Dòng này hồi xưa giờ nó vậy Cái máy là 25 Cây còn 26 TG nha các bạn TG 25 này hai con áo thì mình thấy chưa có bởi nha áo bô chưa bởi luôn cái này nó dính băng keo gì đây đùa áo này nó mất tí đây các bạn nứt tí này Đó nứt tí thôi rồi một triệu tư nha lô này là hai cây đồ bò chiến giao là đủ nha các bạn tay lái rinh là đủ luôn cần thẳng nha không bị cong mà đó lô số 2, hai cây tg các bạn lô số lộn lô số 12 nha các bạn lô số 12 là 1 triệu tư hai cây tg À, tiếp bạn lô uh, số uh, 13 bạn ạ à. 3 triệu 7 nha ba uh, 3 con này là Maru uh, nha các bạn Maru 26 tâm rồi dòng này thì nó hiếm lắm bạn rồi một lô vậy á một ngàn cây vậy bạn nó chỉ được 10 đến mười mấy cây thôi 15 cây là cùng thôi cái dòng Maru 26 này dòng này các bạn nào mà bán hàng online thì dòng này bán chạy lắm bạn dễ bán lắm nói chung là dễ bán rồi thì đồ bò chén dao là đủ rin nha các bạn đồ bò chén dao rin nè Chén rin của nó là đủ hết luôn nha nó bạn còn là thẳng nè tay lái rin là có hai bộ là còn nè còn bộ kia mất mai mình cho nha các bạn cho bộ mới 3 triệu bảy đó các bạn lô số 13 này nè thằng này là ủ giật trợ lực nè bạn chế quanh rồi hay kim nè mà sao thằng này nó màu đỏ ra ủ giật ngay đây màu đỏ này các bạn áo là màu xanh Thằng này rinh của nó là màu xanh đó bạn Tại cái còn của nó màu xanh kìa ừ. Ủa, giật này là rinh là đúng rồi nè Nhưng mà cái miếng này sao đỏ đấy Giờ các bạn sơn lại nha đó. Cái này bên nhật nó giờ nó vậy luôn bạn Chứ mình cũng uh, không phải ráp gì đâu Rồi con này là chế quanh rồi Kim 262 nè này. 262 nè bạn đó Con này là chơi uh, Chế từ gió tự động nha Không có kim Rồi Lô này là Lô này là 3 triệu nha nhưng mà lô số 13 nha. Ốc nè. Ốc vàng nè các bạn. Hơi dơ các bạn. Giờ các bạn rửa ra cạo ra rửa ra vệ sinh dọn lại nha. Mấy bãi nó giờ nó hơi dơ lại bữa giờ cái khu chỗ mình nó bụi các bạn. Gió bữa giờ không có mưa các bạn Nguyên nửa năm nay không có mưa và Cái khu chỗ mình bữa nay nó khô rang luôn bụi lên luôn. Các bạn nhìn ra ngoài kìa. Đó các bạn thấy không cỏ chết hết luôn. Thấy không? cỏ không lên nổi luôn bạn đâu có mưa đâu mà lên chết hết ở lâm đồng mình cái khu mình là hiện đơn dương bạn đang hàng hán bạn lên thời sự quê tê quê luôn mà đang bị hàng hán luôn mà khu chỗ mình dân làm vườn đang la làng không có nước tưới bạn rồi lô 13 là 3 triệu 7 nhưng bạn. tí bà hôm nay mình có lô vip này bạn lô này lô 14 này ờ, à, tơi gx nha bạn đây bạn tơi gx Dòng này thì nó khác cái thằng TG ở chỗ là nó chạy bình uh, sang con là quanh bờ rồ ga ngang nha các bạn đây nè. Đó, chế quanh rồ ga ngang hết các bạn. Là gọi là TG ít đó các bạn, nó khác á, thằng TG thằng TG Mà sao thằng này nó đỡ là TG bạn, nó không có chữ ít nè. Đó các bạn thấy không? Nhưng mà nó chạy uh, sang con là ga ngang luôn kìa. Rồi, thì cái lô này là giá là 2 triệu tư nha các bạn, lô 14 này, 2 triệu tư dòng này thì cái giờ giờ các bạn đỡ phải thay bình xăng con này nó có sẵn bình xăng con quanh rồi ngang luôn là đỡ phải thay rồi lô này là áo của nó là hình như cái thằng này áo của nó nó xài chung thằng áo tg đó bà đó rồi cái con này nó mất nắp gió mai mình cho bạn bộ nắp gió khác nha cho cả bộ luôn bạn bộ nắp gió đầu bò thì uh, có con mất mẹ rồi các bạn mai mình cho cái đầu bò khác nha đó con con mất đầu bò rồi hai triệu tư nha lô 14 nha các bạn tay lái uh, lô này là uh, mai mình cho các bạn hai uh, bộ tay lái nữa nha các bạn hai bộ tay lái này tay lái mới rồi các bạn mai mình cho hai bộ tay lái mới này với một cái đầu bò nói chung là mình ráp uh, bây giờ mình xộn ra quay thôi cho mai đóng hàng là tụi nhỏ nhà mình mặc định là nó phải cho đủ đồ cho các bạn bỏ vô trong thùng luôn nha mình sẽ bỏ đủ đồ vô trong thùng cho các bạn luôn Lô 14 là 2 triệu tư bạn à, TGX Liên lạc nha các bạn Đó Lô 15 bạn Robin này Lô này uh, Robin nồng 34 ly tâm rời bạn Tâm 260 này Cái này các bạn giờ đấu bình xịt thuốc được này Làm được nhiều Rồi có con, con mắt đầu bò nữa rồi kìa Mai ráp đầu bò cho các bạn nha Để coi nhìn thứ này nó 25 hay, hay mấy đây Lô 15 này là Ồ trừ đầu bò luôn hả À lô này là 2 triệu 250 ngàn nè Trừ 200 ngàn đầu bò luôn các bạn à, Lô này à, Có một cây mất đầu bò Mình trừ 200 ngàn luôn nha các bạn Đó cây đó các bạn là Còn 2 triệu 50 000. Nha bạn nhớ nha Lô này là mình không ráp đầu bò Trừ đầu bò Chắc mấy đứa nó không tìm được đầu bò bạn Nó trừ tiền đầu bò luôn Con này 25 nha các bạn nòng 34 này Con này là 225 các Con này 32 Con này chắc 25 luôn rồi Không có số ta Ừ, con này hai mấy đây, nhìn tên số coi. U N B F B 4 là sao ta? Không thấy số luôn bạn. Ờ à, 25 25 đây đây, 25 à. Con này đồng 34 nha, vậy là lô này là cây này với cây này là đồng 34 này. Cây này là là nồng 32 nha các bạn. Con này ổ giật trợ lực nè. Rồi thì uh, chạy ra lô này là mình trừ cho 200.000đ nha các bạn. Cái con này mất đồ bò. Đồ bò thằng này hình như nó là bảy khí các bạn ạ. À. Bảy khí. Hay 4 bảy khí các bạn. Đó. Trừ 200 ngàn nha. Chắc là đồ bò bảy khí nhà mình hết rồi bạn. Bữa giờ không có giờ hàng á. Cho nên là mình hết đồ bò rồi. Nhớ nha các bạn. Lô 15 là mình trừ 200 ngàn đồ bò. Trừ tiền luôn nha các bạn. Trừ tiền sẽ vô lô máy luôn. Còn 2 triệu 050 ngàn. Lô 15. Lô 16 bạn. Lô này là. Uh, 2 triệu 250 ngàn nha các bạn Lô 16 này Ribi các bạn à, uh, Ribi nồng 34 ly nó là Ribi 26 các bạn ừ, uh, 26 này 26 luôn nha Nồng 34 ly Đồ đầu bò chiến giao là đủ nha các bạn ừ, uh, Đầu bò chiến giao là bao đủ luôn Rồi lô 16 là 2 triệu 250 Ổ dực là có trợ lực nha các bạn Thằng này ổ dực nó có trợ lực á Đủ đồ liên lạc Lô này thì liền nha các bạn, đủ đồ này. Ừ. Rồi, lô 16 là ribi nồng 34 ly. À, tay lái đủ nha. Cần đủ nè, đồ bò chiến giao đủ nè, lô này liền nè các bạn. À, cần thẳng chứ lộ, cần thẳng. Rồi, 2 triệu 250 750 cây nha các bạn. Lô à, lô này là 2 triệu 250 nha, lô 16 các bạn. Lô 17 các bạn. Lô 17 này là 1 triệu 2 nha các bạn à, hai con uh, Makita của Ngõng các bạn ừ, Con này là 23 này 23 luôn mà hai con này đều 23 hết nha Chế quanh rồ lê đỏ luôn nè Con này lê đỏ nè Rồi Tay lái Một cái lô này tay lái rinh nó mới chứ trời Gã bóp luôn nè Đó Lô 17 nha các bạn Đồ bò chiến dâu nè Mới khen nè các bạn Cần thẳng này Rồi lô 17 này là 1 triệu 2 nha các bạn 600 cây 600 cây nha Makita ngỏng nha các bạn 600 cây 1 triệu 2 Lô 17 nha các bạn Lô 18 bạn Lô này thì có 900 thôi hai con thôi hai con này 900 nha các bạn Tâm rời luôn Tâm này là tâm 260 nè các bạn Tâm thông dụng nè này. Con này là KE24 nè này. Con này là Singu nè Ốc trắng tinh nè các bạn Thấy ốc luôn đó không Ốc bên này nè rồi con này là 210 21 sơ sơ bạn Con này 24 sơ sơ này hai, hai cây này các bạn giờ tháo hai bộ cần cũng thấy cũng giá trị các bạn hai bộ cần tâm rời của nó nhìn chất lượng này tồn nhôm không à đồ, đầu bò chiến giao còn đủ luôn kìa cần là còn trắng cỏ luôn cần thẳng nha rồi tay lái thì còn bộ này còn bên này là nó xài tay lái kiểu cổ điển các bạn trên dưới bóp trên bóp dưới lô này 900 nha các bạn lô 18 nha 900 trăm ngàn lô 20 bạn à, lô 19 lộ lô, lô 19 nha các bạn lô này chiều rưỡi nè lô này thì chót lẹ nha các bạn lô này GHK sơi nhưng mà thường cái lộ này giờ áo nó gớm lắm nó xấu lắm bạn nhưng mà hai con này là theo mình nhìn nãy giờ là thấy áo nó rất là đẹp luôn bạn cái dòng này các bạn mình giờ là 10 lô như chục cái áo của nó gớm lắm bạn à. nhìn nó như chó gặm vậy nhìn nó kinh khủng lắm cái loại hai ca sơi này nè Cô mắt bạn nó là con su hai ca sơi hai con này các bạn nhìn này đó áo mới ken à đẹp nha hai con này áo đẹp công nhận áo đẹp cái bori của nó cũng mới này đó rồi lô này là một triệu rưỡi nha hai cây gửi cái sơ bạn hai con này chốt nhanh này bạn quá đẹp luôn áo đẹp này nó là cô Maxu g hay cái sơ nhưng mà bạn thấy áo đẹp không cái dòng này mình ghét nhất là cái bộ áo của nó bạn dời mười con như chục là cái áo của nó gớm lắm bạn nữa nó bày hay lắm kinh lắm chả hiểu các bạn bên nhật nó đỡ kiểu gì vậy? không hai con này đẹp bằng áo quá nét luôn rồi cần thôi đồ bò đù cần tem bọn là còn đầy đủ nè các bạn đồ bò là còn chén rinh luôn tay lái là rinh đủ luôn nè không lô 19 này ok nè các bạn chiều rửa nha các bạn lô hai chục hai chục này là hai con con này là hai uh, sáu 34 ba này con này là sinh 23 hai ba bạn Nòng 32 nha, sinh 23 chớ lê đỏ luôn nè này. Con này 26 nè này. Mai mình cho bạn hai bộ y e gió nha các bạn hai con này mất hai bộ y e gió rồi Rồi, chiều 2 nha Chiều 4 các bạn à. Nhưng mà trừ 200 cái đầu bò À có con mất đầu bò Đây các bạn Đầu bò 7 khí là phải nói nha các bạn là nhà mình hết rồi Không còn nữa nha các bạn Đầu bò 7 khí hết Bữa giờ mình không có giờ hàng đó, Cho nên là mình không còn đầu bò luôn Không có máy sắt để tháo luôn các bạn 7 khí 24 nha Mình hết rồi Nó là mình trừ cho bạn 200.000 cái đầu bò luôn nha Các bạn lưu ý nhớ cho mình là mình trừ 200.000 cái đầu bò các bạn Để giờ các bạn mất con đòi mình có lâu này là một triệu tư này trừ 200 còn chịu 2 này đó rồi bộ cần của nó này các bạn tên lái là cả bóp này một con này tùm cái cái cùm còn mới Ken này các bạn con này thì ra kéo các bạn đó Lô 20 nha các bạn nhớ là 1 triệu tư trừ 200 cái đầu bò Áo thì đẹp các bạn Nè Ổ giật trợ lực nha Áo vô thôi Giờ các bạn rửa ra là nó đẹp à Nó mới à ừ. Rồi lô này là lô 20 các bạn Triệu tư trừ 200 đầu bò còn triệu 2 nha Xin gu Tiếp bạn Lô số 21 nha các bạn 1 triệu 950 Cái này là Echo Echo hai con Hitachi này, Echo 21 này. Con này là 24 này các bạn. Đây. 21 24 nha. Ừ. Con này 24 này các bạn. Tụm nhôm này, con này là 21, con kia 21. Tay lái của nó đây. Tay lái zin này. Cần thẳng nha các bạn. Ừ. Cần độ bò đủ nè. Rồi. Lô này là 1 triệu 950 lô 21 uh, nha các bạn. Ừ lô 21 này chiều 9 năm chục này còn thẳng đầu bò đủ chén dao còn đủ nha à, tay lái đủ các bạn à. Hitachi Echo à, 20 uh, lô 21 nha các bạn một cái điện thoại nóng như ta quay có nửa tiếng à ổ giật đầy đủ nha nắp xăng nắp gió là mình bao đủ nha các bạn con nào thiếu mai mình ráp đủ cho các bạn á bây giờ mình lên video thôi bóp vú con này cái cho nó đã coi vì cho mình khói bắp vú lắm bạn ừ, vú này vú châu phi bạn vú bự này vú này nó có bán đó bạn vú bự này nó có bán đó. nhiều bạn không có biết mua này cho thật ra nó có bán nha bạn vú bãi giờ nó có bán vú mới vú lớ, nhỏ lớn gì có hết rồi bạn lô kiều kiều nữ kiều sa này bạn lô này này nhìn là ưng con mắt liền à mới lắm bạn đẹp ừ, đẹp nha lô maru tâm rồi này hai triệu bảy bạn ba cây À, lô số uh, 22 các bạn. Ừ. Lô số 22 nha, 2 triệu 7 3 cây. Đây các bạn, ốc của nó này. Nhìn nè các bạn, thấy không? Ốc vàng khè luôn. Bô trắng này, áo đẹp. Con này áo đẹp nè. Ốc thì uh, nó cũng vàng nhưng mà nó hơi rỉ rỉ một con. Con đỏ dưới kia thì chày rồi. Các bạn giờ sơn lại tâm nó, giờ sơn lại. Rồi. Lô này thì uh, tay lái rinh là còn hai bộ này, còn bộ này thiếu thì mai mình cho bộ tay lái nha không phải nó thiếu đâu mà nó rinh nó xài vậy nè các bạn này nè nó, nó các bạn thấy cái ga này không đó là rinh nó vậy đó rồi đầu bò là đủ nha các bạn chén dao rinh là đủ luôn nè nè bạn chén dao nó này đủ nè đó đầu bò chén dao đủ cần thẳng nha lô này thì áo của nó mới nè các bạn đẹp ừ Ủa, con đỏ này chơi quanh rồi hai kim luôn nè ừ dây giật <laughs> hơi chắc lắm mà đùm quá giật không nổi luôn

Maru này là Maru 26 ô giật trợ lực nha các bạn. Trợ lực bự nha, trợ lực này nó có bánh đà các bạn. Đó. Maru 26 này, con này uh, 266 này, chế quanh rồ hai kim này. Van rồ gió tự động này. Con này uh, gió tự động luôn. Rồi, lô 23 này là 2 triệu uh, mất đầu bò các bạn, 3 triệu này. Trừ 200 000 mất đầu bò các bạn còn 2 triệu 8 nha. Đồ đầu bò bữa nay mình cháy luôn các bạn, không có đầu bò luôn này, phải trừ tiền cho các bạn này. Này, mất đầu bò nha các bạn đó cái lô này hôm bữa nó giờ nó thiếu đầu bò nhiều lắm là cái lô này rồi hai triệu tám nha các bạn ừ. thằng này cũng đầu bò bảy khí luôn mà ở trong nhà mình còn một rổ đầu bò luôn mà còn mấy chục cái mà tìm cái đầu bò bảy khí hai bốn là hết luôn mình không còn luôn mà Chứ đầu bò mình còn cái loại uh, uh, hình như trong nhà vuông không à đầu bò vuông mình nhiều lắm bạn nào mua đầu bò vuông thì bảo từ cái đầu bán cho nha Đầu bò lắp vuông mình nhiều lắm bạn mà bảy khí là mình hết nha. Vuông là mình có, kỳ vậy á. Vuông thì có mà bảy khí không có. Đầu bò lắp vuông rồi. Ừ. Rồi. Lô này là 3 triệu bạn à, trừ 200 cái đầu bò nha, còn 2 triệu 8 nha. Maru 26 nòng 34 ly các bạn, ổ giật là trợ uh, lực. Tay lái rin là còn bạn, cần thẳng nè. Nhớ là nhớ giùm mình là lô này mình trừ tiền cái đầu bò nha các bạn. Giờ thì mất công các bạn kêu là lô máy thiếu đầu bò mất công mất lòng đôi bên đó các bạn mình trừ tiền 200 trăm ngàn nha nhiều anh em ổng mua đã rồi không mắc vốn thiếu đồ bò các bạn nhớ cho mình nha các bạn ghi vô ghi nhớ vô các bạn chụp màn hình lại lô số 23 mươi 23 triệu trừ 200 2 triệu 8 nha Thì cái này mình ráp đủ nắp xăng nắp gió cho các bạn nha Dòng Maru 26 này nó có cái ưu điểm là chỗ này các bạn Nó có miếng nhôm này Có ban ốc rút bộ cần nó ra là bảy khí các bạn Nó không có cái cao su đen cao đen nó nằm trên này luôn nó là ưu điểm đó rồi. nó không giống như maru 26 này này là nó không có cái miếng nhôm cái này đó, rồi lô 23 là 2 triệu 8 rồi hết rồi hôm nay mình lên nhiêu đó rồi mình còn mớ ba lô nữa các bạn ba lô thì hẹn các bạn ngày mai ngày mốt gì các bạn nó nằm rồi đó ba lô nằm rồi đó 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 đang tủ bạc mà ngày mai ngày mốt gì mình lên nha ba lô nha các bạn rồi xin chào tạm biệt các bạn nha chúc anh em À, có một buổi tối uh, uh, đông vui bên gia đình con cái và vợ con nha thôi mình cũng đi xung uh, quầy uh, với lại uh, gia đình của mình thôi vợ con mình mình ba vợ lượng bạn à, tối lại là hai em nằm hai bên với một em nằm ở trên đùa tối là mình nằm ở giữa bạn mình ba vợ lượng thôi đuối lắm bạn à. đi cái chân lúc nào rung rung rung, rung rồi ở, cái đầu gối lúc nào rung rung của bạn biết rồi ngày nào đầu gối nóng rung với bạn chịu nổi luôn rồi thôi mình kết thúc video thôi chào tạm biệt các bạn